thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều việc là phải làm. Chào các bạn, chắc hẳn các bạn thắc mắc là một ngày của Thái Phạm sẽ như thế nào. Thì ngày hôm nay tôi sẽ làm một cái video để chia sẻ với các bạn là một ngày của Thái Phạm thì khác gì so với lại sự tưởng tượng của mọi người bạn nhé. Thông thường thì khoảng 4:40 tôi sẽ thức giấc. Và việc đầu tiên tôi làm sau khi thức giấc đó là điều khí, tức là mình làm một chút thiền. Tôi dành khoảng 15 phút để thiền, để điều khí cơ thể. Tôi cũng không quá chuyên nghiệp nhưng mà đại khái là tập thở. Và sau đó thì tôi sẽ dành 15 phút tiếp theo để đọc một cái chương của Bí mật Phan Thiên Ân. Thực ra Bí mật Phan Thiên Ân tôi cũng đã đọc qua rất là nhiều lần rồi. Tuy nhiên thì mình đọc đi đọc lại từng tờ kinh, từng chương để mình lấy cái tinh thần và cái nhuệ khí cho một ngày mới. Sau đó thì sẽ là thời gian dành cho tập thể dục. Có thể là tập ở phòng gym, hoặc có thể là bơi, hoặc có thể là chạy bộ. Một tuần thì tôi chạy bộ khoảng 5 buổi, mỗi buổi là khoảng từ 30 phút cho đến khoảng 1 tiếng 15 phút. Có nghĩa là khoảng từ 5 km cho đến 10 km một ngày. Và cuối tuần thì sẽ là long run. Còn 2 buổi trong ngày còn lại trong tuần ấy, thì tôi sẽ dành để tập gym hoặc là sẽ là bơi. Điều quan trọng đối với chạy bộ đó là chạy bộ bạn cần phải có một mục tiêu. Một mục tiêu rất là quan trọng, bởi vì khi có một mục tiêu thì sẽ giúp cho bạn có cái động lực để mà phấn đấu. Và thứ hai nữa là một cái kế hoạch phù hợp. Thì trong cuốn sách ở trang 311 tôi đã hướng dẫn bạn rất là kỹ về một cái kế hoạch hành động, kế hoạch chạy bộ. Tiếp đó là những trang phục phù hợp. Trang phục thế nào là phù hợp? Gồm có băng để mà che mồ hôi trên đầu này, băng thấm mồ hôi trên đầu, băng cổ tay, rồi áo, quần, giày dép phù hợp. Các bạn đừng tiếc tiền mà để sắm cho mình một đôi giày phù hợp các bạn nhé. Bởi vì một đôi giày phù hợp và có giá trị sẽ bảo vệ đôi chân của bạn, khiến cho bạn không bị chấn thương và ít bị chấn thương hơn so với những đôi giày mà không có chất lượng khác. Có thể các bạn tham khảo các đôi giày của Nike hoặc là Adidas, hoặc bất cứ một đôi giày nào của Asics, đôi giày xịn xịn một chút khi bạn có điều kiện bạn nhé. Như vậy tôi vừa chia sẻ với các bạn về một ngày của tôi đã diễn ra như thế nào. Tôi đã chia sẻ rất là gan ruột với các bạn phải không nào? Và chắc hẳn là các bạn cũng đã học được vài những cái thói quen của tôi mà các bạn có thể áp dụng vào trong cuộc sống của mình. Tôi hy vọng là bạn thành công. Và nếu như bạn thấy rằng là cái ngày của chúng ta được thiết lập một cách có khoa học và nó trở thành một thói quen thì nó sẽ tạo ra rất là nhiều năng lượng, cũng như là tạo cho bạn khá là nhiều những khoảng thời gian rảnh, khoảng trống đấy, để bạn có thể thực hiện được nhiều hơn nữa những hoạt động có ý nghĩa và năng suất hơn mỗi một ngày. Và mỗi một ngày trước khi chúng ta đi ngủ, chúng ta thường phải ngồi nhìn lại xem là ngày hôm trước, ngày hôm vừa rồi mình đã làm được điều gì, mình chưa hoàn thành được điều gì và nhiệm vụ của ngày mai sẽ là gì. Và đương nhiên, một lời khuyên cuối cùng của tôi dành cho bạn đó là luôn luôn là ngủ sớm, dậy sớm và luôn luôn sẵn sàng cho một ngày mới năng động ở phía trước. Bởi vì tương lai là điều không biết trước được, nhưng tương lai có thể được tạo ra từ những thói quen. Và thói quen nó tạo ra những cái định mệnh. Và các bạn cũng đều biết định mệnh tạo ra con người, phải không nào? Người thông minh học từ chính sai lầm của mình, còn người thông thái học từ sai lầm lẫn thành công của người khác. Bạn muốn trở thành người thông minh hay người thông thái? Nếu là người thông thái, Thiết kế cuộc đời thịnh vượng có thể giúp bạn. Một cuốn sách tự truyện đi kèm với bí quyết tạo nên một cuộc đời đáng sống từ hơn 20 năm lăn lộn trường đời của chính tôi, tác giả Thái Phạm. Ngoài bản hướng dẫn chi tiết về cách thức xây dựng một cuộc đời đáng mơ ước xuyên suốt 7 chương sách, Thiết kế cuộc đời thịnh vượng phiên bản mới còn bao gồm những trang sách màu sắc ghi lại một ngày điển hình của Thái Phạm, cùng những bí quyết và công cụ giúp bạn trở nên thành công hơn.
không chỉ về tiền bạc, còn là sự nghiệp, công danh, cũng như về tình yêu, về mối quan hệ, về sức khỏe, tâm linh, về cảm xúc của chính bạn. Một khóa học giao tiếp trị giá 700.000 đồng, một audiobook sách nói của Thiết Kế Cuộc Đời Thịnh Vượng với giọng đọc của chính tác giả trị giá 500.000 đồng. Như vậy, bạn sẽ có một cuốn sách giúp bạn nâng tầm cuộc sống và chất lượng cuộc sống của bạn, cộng thêm một phần quà tổng trị giá 1.200.000. Sở hữu bí quyết nâng tầm cuộc sống từ A tới Z ngay hôm nay.